cái gì vậy? Nó đẹp gì đâu á, nó đẹp lung linh luôn á, còn nhìn nó không có nổi ăn. Rồi 1, 2, 3 nhìn đây nè chị Đình. Trời ơi. Ăn sao mà 5 sao dữ vậy? Ghiền luôn hả? Trời ơi, mới ăn con miếng mà ghiền luôn. Chào buổi sáng các bạn. Hôm nay là gia đình của Katie sẽ check out khách sạn ở Osaka và sẽ đi về lại Tokyo. Dạ, con chào ông bà cô chú. Thì hôm nay là sáng sớm tụi mình dậy và phát. Và bây giờ trước khi đi, mình có thử ghé mua mì ly. Tại vì người ta nói mì ly ở bên Nhật Bản sẽ khác với mì ly ở bên Mỹ. Người ta trong hình sao là trong cái tô mì ly nó vậy. Cho nên để xem có đúng không, mình muốn ăn thử, review cho các bạn xem luôn. Cho nên là mình mua cái ly này là mì có hải sản, và cái ly này là có nghêu, để xem nó như thế nào ha. Trời, cái mùi gì vậy ta? Có nghêu luôn nè. Hàng gì? Ôi ơi. Ủa cái đó là chỉ là nghêu thôi hả? Ờ, này nghêu thôi, cái súp nghêu. Đúng như lời đồn nhưng mà không biết ngon hay không nha. Tức là cái hình sao là cái bên trong nó như vậy. Cái này hải sản rồi. À, mùi thơm quá à. Wow. Này ha. Mình đợi nha. Wow. Ôi. Đậm khói luôn. Này thì thấy cũng ok nè. Nhưng mà hình như hơi ít nước á. Mời các bạn nha. Có thịt cua giả nữa. Ngon nha, cái thịt cua giả ngon. Tới cái ly nghêu nè. Lần đầu tiên mình thấy cái ly nghêu gì luôn á các bạn ơi. Mời các bạn nha. Cái này có nghêu trong đây nè. Ăn cũng được, nó thơm. Dĩ nhiên cái nghêu này nó sẽ không có tươi nha các bạn. Cái thịt ăn nó không có tươi nhưng mà ăn ok. Giờ tới chơi đành thử cho ông bà cô chú nha. Dạ con mời ông bà cô chú. Ngon lắm nhưng mà ngon. Trong sao? Trời, ăn mì gói cũng 5 sao nữa hả? Nói thiệt đi chơi đành. Thiệt để hả? Để con thử cái súp cho mày thiệt. Thiệt hả? Cái súp cũng ok nhưng mà không có ngon. Thiệt ngon lắm. Không có ngon thiệt ngon. Chắc cái này súp là 3.5 sao. Vậy hả? Nhưng mà cái mì sao con cho 5 sao? Cái mì nó ngon, nó không có ngọt nhưng mà nó nóng, con thích cái mì nóng. Rồi nó béo chút xíu nhưng mà mặn. Nó có dai không? Không có dai lắm. Bây giờ chị đành thử luôn nghêu đi ha. Nè. Đừng có ăn cái vỏ nha, còn ăn cái thịt nghêu thôi nha. Thịt nghêu ở đâu vậy? Thịt nghêu này phải không? Còn hút cái nước trước đi. Ai vậy vậy? Cái vị này là vị miso quá chứ dạ. Cái nước nó chua, bitter quá à. Vậy hả? Nó không có ngọt, hả? Không có ngon. Không có ngon hả? Không có mặn luôn. Chị, cái này giống như chỉ nước thôi. Vậy hả?
đó siêu. Con cho cái súp là không xào. Vậy luôn. Rồi bây giờ con thử cái nhiều nha. Thấy ăn cũng ok mà. Không sao. Chết già rồi. Vậy luôn. Ủa chơi đình. Tại vì con không biết ăn cái vị miso thôi. Cái vị miso là nó cái hương và cái vị giống như lên men á. Nó thơm thơm vậy á. Tại vì con không biết ăn thôi. Yeah. Bây giờ đi check out khách sạn. Bây giờ mình chỉ lợi mình trả thẻ phòng rồi mình book Uber đi ra ga tàu. Station á là khoảng chừng mấy phút rồi các bạn, rất là gần. Nếu mà đi bộ khoảng chừng 15 phút. Từ chỗ mình đi ra đây á là tuy là Uber, trên Uber để 500 tới 600 yen nhưng mà người ta chạy thành 1200 yen nha các bạn. Cho nên không phải lúc nào ở trên Uber cái giá cũng đúng nha. Bạn nào mà qua bên Nhật mà thấy Mr. Donut nè, cái tiệm bán bánh donut nè, nhớ ghé ăn thử nha. Bánh donut của người ta ngon cực kỳ. Đó là theo lời của Jayden. Nhưng mà cái loại mà dâu á, cái donut hôm bữa khi thi thử á, thì ăn rất là được. Đây nè, hôm bữa mình ăn cái loại này nè, dâu. Hôm nay mình để mình coi có cái loại nào không. Chắc mình ăn thử cái loại này quá, nhìn nó trong veo, nhìn thấy hấp dẫn quá à. Anh là anh thèm donut lắm. Arigato. Này là của mình. Cuối cùng mình thấy cái này ngon quá cho nên mình mua cái này các bạn. Lát mình review nha. Jayden là vui quá rồi. Mỗi lần mà anh được ăn donut hay là ăn kem là anh vui. Giống như là đúng là trẻ nó con thì có. Được ăn ngọt là thích lắm luôn. Ở đây là người ta bán rất là nhiều đồ ăn luôn. Muốn ramen, muốn mì xào, cái gì cũng có mà giá rẻ nha. Các bạn biết không, một tô như vậy rẻ hơn ở ngoài mấy cái chợ mà gọi là mấy cái chỗ mà mình đưa các bạn đi ngoài chợ rồi đó. Thấy không, một dĩa mì như thế này chỉ có 1.180 hay là 1.080 yen thôi. Bây giờ là tụi mình bắt chuyến tàu JR nha các bạn. Japan Rail, cái này là đi xa. Đi đường xa là mình sẽ dùng nó. Mình có quay cái video chia sẻ tỉ mỉ hôm bữa là tụi mình đi từ Tokyo qua Osaka. Thì bây giờ mình đi ngược lại thì cũng giống vậy thôi các bạn. Không biết thì các bạn nhìn thấy nhân viên ở đây nè. Ngay chỗ cái trạm nào mà có nhân viên giống vậy mình hỏi là người ta chỉ mình nè. Nhưng mà để trước khi lên tàu điện á, tại vì chuyến tàu điện này đi tới 2 tiếng mấy, 3 tiếng á, sợ là đói, mình sẽ sẵn đây mình review cho các bạn cái tiệm điểm sắm này. Người ta bán bánh bao với loại xíu mại, nghe đồn rất là ngon. Ai cũng nói là khi mà tới Nhật là nhất định phải ăn nha. Bình thường á là mình đi ngang mình thấy cái hàng xếp hàng dài lắm, mà hôm nay mình thấy không có, mừng quá. Cái này gọi là vận mệnh đẩy đưa nè. Này đẩy đưa, đúng rồi, đưa đẩy. Phải ăn cho bằng được. Ủa nhưng mà nó để chill food thì là không có nóng hả? Ồ, vậy mình nó kêu mình phải tự hâm lên trước khi ăn. Vậy là không có được rồi. Cái bánh này xanh xanh nhìn thấy hấp dẫn quá. Có bạn nói là sandwich trứng ngon nhưng mà mình không biết là sandwich trứng nào. Cái này thì có tuna, hơi mua lại cái này. Vô là ngồi, dặn ngồi ở chỗ window seat rồi. Cái sandwich nè. Mình ghiền ăn cái chip này quá các bạn ơi. Cái loại này ăn ghiền lắm. Màu xanh lá cây ngon. Mới ngồi xuống đã là đói quá rồi. Ok, đâu ăn gì? Con ăn sushi. Ăn sushi, rồi ok. Nhưng mà ông bà cũng chối nha. Mình đi cái chuyến tàu này là mình mang đồ ăn lên ăn được nha các bạn. Ngon. Vậy hả? Có bạn nói sandwich trứng ở 7-Eleven ngon.
cho nên mình mua mình ăn cho bằng được. Mời các bạn. Nó béo, có mayonnaise trong này, vị chua ngọt ngọt mặn mặn ngon. Nó ngon là nhờ gì biết không? Cái bánh mì nữa, cái bánh mì nó mềm, nó xốp ngon, ngon thiệt. Nãy mua quá chừng donut nè. Bây giờ để mẹ coi cái này là cái custard phải không? Là đúng cái rồi. Nhưng ở trong là nhân trứng kem. Con mời ông bà cô chú nha. Ngon không con? Ngon. Rồi mẹ coi coi nè, cái nhân ở bên trong nè. Ngon không? Con cho mấy sao? 5 sao. Wow. Mời các bạn nha. Ngon. Nó không có ngọt lắm. Kế đến là thử cái bánh này. Trời ơi nhìn hấp dẫn ha. Nó đẹp gì đâu á. Nó đẹp lung linh luôn á. Nhìn không có nở ăn. Mời, mời mỗi lần ăn là mời ông bà của chú. Cái thường lắm. Cái này cũng là Moji Donut. Có một cây á. Cái bánh này là ở trong nó có cái kem nè, thấy không? Rồi ở ngoài nó có một cái lớp. Cái lớp giống như là, để mình ăn coi là lớp gì nha. Sữa. Sữa béo quá. Nó béo thiệt luôn á. Cái này ngon. Mình thích ăn cái này đó. Ngon. Cái loại này là dai, màu chì á các bạn. Thơm, béo, ngon. Nhất là tới nơi à, gần tới cái tay thông báo là mình phải đem hành lý xuống. Chưa có ngừng là phải đem hành lý xuống. Rồi khi mà ngừng á là phải đi ra nhanh. Phải đi ra, cái kịp nhanh, đứng nhanh á là nó đóng cái cửa lại vậy các bạn. Mình ở đây hay chơi ha. Wow, xuống nó đi cuốn. Ở chỗ này có lý tại vì nó đông đúc nhộn nhịp nè. Khu này vui ha. Rồi, 1 2 3 nhìn đây nè chị Đình. Khách sạn này rất là lớn luôn á, cái đại sảnh lớn lắm. Giờ vô check-in khách sạn. Wow, cái hotel này thì nó rất là nhỏ nha các bạn. Lúc mà book chắc là độc lộn hay sao á, để là double room. Double room thì mình tưởng là hai giường, ai ngờ là có một giường thôi. Và cái này mình book là 200 đô một đêm nha. Giường này là giường queen. Và để coi có tủ lạnh không chơi Đình? Dạ có. Ồ vậy hả? Chắc này hả? Đúng. Ủa này là đúng rồi nè, tủ lạnh nè, tủ lạnh nhỏ nhỏ nè. Vậy là ở bên đây khách sạn mình thấy không, đây khách sạn nào cũng có cái tủ lạnh nhỏ nhỏ ha. Có cái điện thoại ở đây. Gì đây? À, cà phê. Có chỗ để móc quần áo. Rồi trong đây là phòng tắm. Ôi phòng tắm nó cũng nhỏ xíu nha. Không bằng Citadel đâu ha. Không có đâu, ở đây nè. Nhưng mà mẹ thấy nó chật chội lắm. Hơi ngọt ha. Ừ, hơi ngọt. Toilet cũng ok các bạn ơi. Tại vì ở này là ở trong thành phố Tokyo mà không có đòi hỏi gì nhiều. Miễn sao nó sạch sẽ là mình vui rồi. Và các bạn ơi, mình nghỉ ngơi chút xíu rồi. Bây giờ mình đưa các bạn đi tới một nơi ăn rất là ngon luôn. Cái tiệm này người ta đã có mặt ở trên đây là khoảng 50 năm rồi. Cái tiệm không có tên tiếng Anh nha, là tên đây nè, chữ Nhật như vậy nè. Cho nên là chỉ gõ Google rồi đi tới đây các bạn.
Bởi vì nhiều người nói món này ngon quá cho nên mình tới đây cho bằng được. Chứ mà thật ra ở gần khách sạn của mình cũng có nhiều tiệm bán lắm các bạn. Nhà hàng mở cửa vào 5 giờ chiều, tụi mình may mắn tới đây là 5 giờ rưỡi mà hên quá. Xếp hàng không có đông, chỉ có 2 người trước mình thôi. Thì mình đứng xếp hàng khoảng chừng có 10 phút là tới phiên tụi mình. Đó, các bạn thấy mấy cô lớn tuổi nè, làm ở đây nè, là nhà hàng này là của gia đình. Và những người tới đây ăn toàn là người lớn tuổi không à. Các bạn không có thấy những người mà du lịch như Katy. Đây là cái menu của nhà hàng. Nhà hàng tên là Kanda Masuya. Bạn gõ cái tên này là nó trên Google cũng cho các bạn đi tới. Không có dùng được credit card, debit card, chỉ là trả tiền mặt thôi nha. Người ta đem ra cái bình rượu sake. Lát thử coi ra sao nha. Bây giờ thử nha. Thử luôn ha. Yeah. Cái này là sake nè. Cheers. Mời các bạn. Đó rồi. Ồ, cái rượu này nó rất nhẹ mà. Nó nồng lắm, nó ngọt ngọt nhưng mà nó nồng lắm nha. Wow. Cái phần cá mình gọi nè các bạn. Chung nha. À. Gia đình là cái gì anh cũng thử hết. Coi chừng xương nha con. Được không? Ngon sọt. Vậy luôn hả? Ăn sao mà 5 sao dữ vậy? Ghiền luôn hả? Trời ơi, mới ăn con miếng mà ghiền luôn. Để mà tới phiên mình coi mình ăn thử coi có ghiền dữ vậy không? Đây, mời các bạn nha. Nó ngọt ngọt. Mình đang thèm cá chiên. Mà cái này nó ngọt ngọt. Giống như là người ta ngào đường. Wow, mấy món mì nhìn hấp dẫn quá ha. Rồi ông bà cô chú, con mời ông bà cô chú để con ăn nha. Rồi ăn đi con. Hấp dẫn quá à. Nó ngon sao kể nghe coi. Ngon. Nó không có mặn lắm nhưng mà nó ngọt chút xíu. Cái cơm nó mặn nhưng mà cơm nó ngon. Nó dẻo dẻo không? Nó dẻo lắm. Cái thịt trong môi nó giòn, nó dẻo. Xong rồi nó béo béo chút xíu. Ồ, là nó không có giòn. Ồ, đây là cái tô mì. Mà đồ ăn ra nhanh khủng khiếp. Mình gọi trong vòng 2 phút là có đồ ăn rồi các bạn. Cái mì lạnh này là nổi tiếng ở đây ha. Mình lấy mì lạnh này rồi mình chấm vô cái nước súp này. Nước này là nước xì dầu, trong đây có nấm nha. Trước hết á là mình sẽ ăn thử cái mì này. Ôi, thơm quá. Có trứng nè, có rau nè, có nấm. Này là chả cá. Mời các bạn nha. Cái nước súp này á nó thơm, cái mùi xì dầu người ta hầm á các bạn, ăn nó thơm lắm. Nhưng mà đối với khẩu vị của Katy thì thầy thấy nó hơi mặn. Cái mì á nó mỏng, nó nhuyễn lắm các bạn, cái sợi mì nó nhuyễn bằng à, mà ăn nó không có dai nha. Nhưng mà cái miếng chả cá này á, ăn nó giòn giòn sực sực ngon. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái món mì soba này nha. Cái cọng mì của người ta nhuyễn lắm nha các bạn. Ăn cái này là phải chấm vô đây nè. Đó. Mời các bạn. Thank you.
mì lạnh ngon. Cái mì lạnh mình ăn mình thấy ngon hơn là cái mì nóng nha. Mình cho mình một ít xíu. Cái này giống như là tương ớt á. Cái nước súp rất là lạc nha. Kế đến là thử luôn món gà. Ồ, món gà nhìn ướt át mượt mà ghê luôn á. Chấm là cái bù tạt nè. Mời các bạn nha. Đố vui có thưởng không? Còn đố vui còn có thưởng không? Cái gà ngon á. Cái gà này là gà nướng theo là dạng như theo gia kỳ ngọt ngọt đó các bạn. Rồi các bạn ơi, đây là cái tô thứ hai nha. Gia đình ảnh đòi ăn á. Ủa, ăn ngay tô ngay thiệt luôn. Rồi nha, gia đình ăn đi con. Ôi, con mời ông bà cô chú nha. Ăn khí thế luôn á. Tổng cộng của mình ăn là 9.405 yên. Đây là buổi tối ở Shinjuku nha các bạn. Đông nghẹt luôn các bạn nhìn nè. Đây là cái khu của KT ở nè các bạn. Ở dưới lầu á là nó đông đúc nhộn nhịp khủng khiếp vậy luôn á. Bạn nào mà thích ồn ào đông đúc vậy, nhưng mà dĩ nhiên bạn sẽ không nghe ồn ở trên lầu đâu nha. Chỉ là xuống đây là các bạn sẽ thấy nó đông đúc nhộn nhịp, đồ ăn tứ phía luôn. Bây giờ mình vô trong tiệm 7-Eleven, mình tìm mấy cái món ngon mình chia sẻ với các bạn luôn. Có bạn nói mình là ghé 7-Eleven mua cái loại yogurt mà aloe vera, mà bạn không nói là loại nào, loại này hay là loại uống, cho nên mình mua thử hai loại luôn. Rồi bạn đó nói là thử luôn bánh bao, cho nên là mình thử luôn bánh bao nha. Mặc dù bây giờ ăn rất là no mà kệ, cũng ráng thử luôn. Rồi về ăn review tiếp tục. Màn 1 cảnh 2. Đây. Người ta nói bánh bao trong 7-Eleven ngon lắm, cho nên là phải thử cho bằng được nha. Mời các bạn nha. Ngon. Cái bột đó nó xốp và nó ngọt ngọt. Nó mềm. Cái nhân cũng thơm. Ngon á. Ngon so với cái tiệm, giống như là mình đang review cho cái tiệm tạp hóa nha các bạn. Nhờ thấy ngon hả? Đói bụng có thể mua ăn. Đang quay thì em nhân viên em đó nói là, ủa chị người Việt Nam hả? Em nhân viên không nghĩ là mình Việt Nam. Cái đầu mình hỏi em là cái món nào ngon, cái hũ nước này hay là cái hũ ăn. Em đó nói là đây cái hũ nước em ấy thích, cho nên mình nói ok mình mua hai thứ luôn. Mời các bạn nha. Béo béo, cái này là đang thèm chua chua ngọt ngọt, uống sẽ thấy thích lắm á, ngon. Cái này luôn. Wow, mời các bạn. Mình thích cái hũ này hơn là tại vì á, cái nước uống á, nó cái miếng aloe vera nó nhỏ xíu à, không có nhai được, còn cái này miếng bự 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 như vậy nhai nó đã lắm. Rồi, tối nay là ăn tới bến luôn. Nè, em muốn này luôn nè. Thử này luôn nè. Nhìn thấy đẹp quá, chưa bao giờ thử hết đó. Mát chà. Ở trong nó xốp xốp. Ăn cũng lạ, ngọt ngọt quá. Rồi, thử luôn cái này. Chocolate nè. Ở trong nó chua chua, ngọt ngọt. Nhưng mà cho cái thì rất là ngọt. Cái này dành cho nít là thích. Cho cái đó. Ở trong nó chua chua mà nó thơm mùi dâu.
Và các bạn ơi, video tới đây cũng dài lắm rồi. Mình mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Đúng rồi. Con cảm ơn bà cô chú ủng hộ kênh của mẹ cô ca. Và nếu như thích video này, nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mùa hè đến rồi các bạn ơi. Tiệm trang sức Hiche Jewelry nằm trên lầu 2 của Phước Lộc Thọ tại Bosa có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US1 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Thật không khó để thấy rằng đeo trầm hương 108 hạt có ý nghĩa vô cùng tích cực, tác động đến đời sống con người. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Nếu bạn ở gần khu Bosa hãy ghé tiệm nằm trên Phước Lộc Thọ tầng 2 trên lầu nha, hay gọi 714-726-9911. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.